Minh Audio Đông lại xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cửa hàng lại nhập về được rất nhiều dây tín hiệu AV để anh em nào có nhu cầu thì lại có thể đặt hàng, cửa hàng lại gói gửi cho anh em rất nhiều anh em nhé. Ở đây thì có hai loại dây quen thuộc với cửa hàng, đó là dây tín hiệu AV của Đức tồn kho 200.000 một dây và dây cắm điện thoại của Mỹ. Dây này thì được gọi là dây AV 3.5 cũng 200.000 và báo giá tại cửa hàng. Nếu anh em ở Hà Nội nghĩa là sẽ mất tiền ship qua Viettel 17.000, còn các bác ở tỉnh xa nếu ở thành phố tầm 30.000, còn ở huyện ở xã sẽ tầm 35.000, có nghĩa theo từng địa điểm, và giá ship như vậy cũng là quá hợp lý cho anh em. Thì cửa hàng chỉ bán giá tại cửa hàng thôi anh em nhé. Thì cửa hàng lại xin giới thiệu như sau, đó là những cái dây tín hiệu AV này thì nó có cái chất lượng đầu cắm cực kỳ xịn sò luôn. Như vậy thì nó sẽ rất bền theo thời gian, có nghĩa là anh em cắm không sợ bị vỡ nát cái đầu cắm, bởi vì nó dày mà, trừ khi là anh em bẻ nó gãy thôi. Nó dày như này thì nó ôm rất chặt vào, nó không phải rất chặt nhưng mà nó có nghĩa là nó chắc chắn vào cái lỗ AV trên âm ly hoặc là trên lọc nhạc hoặc cái gì đó của các bác, thì nó sẽ không bị thiếu mát. Bởi vì nếu các bác cắm nhá, nếu cái mặt vòng tròn bên ngoài này nó lỏng lẻo, nó vỡ thì nó sẽ không tiếp xúc và nó thiếu mát. Thì khi đó các bác nghe nhạc, mở volume âm ly lên cái là nó đã có tiếng sôi ù rồi, tiếng xèo xèo, lèo nhèo, đó, kiểu như vậy. Sôi ù, mô ve, nó là như vậy. Và cái dây này có cái lõi bên trong, cái dây này rất tốt, nó dày dặn, phần kim loại nó nhiều thì độ truyền tải âm thanh nó tốt, có nghĩa là âm thanh nó sẽ rõ, nó trong trẻo so với những cái dây kém trên thị trường. Thì đây cũng là một cái dây khá tốt của Trung Quốc, của Choicy. Cửa hàng lại lấy ra đây là minh chứng cho anh em. Thì đây anh em có thể nhìn thấy cái đầu cắm này. Đó. Đầu cắm này nó khác nhau một trời một vực. Cái dây này các bác mua trên thị trường cũng tầm 100.000 anh em nhé. Tầm 100.000. Thì đây các bác nhìn này, nó khác nhau một trời luôn. Một thằng thì nó dày, một thằng thì mỏng manh. Đó. Thì khi cái mỏng manh này này, đây các anh em này, các bác cắm vào nó sẽ bị vỡ hoặc nó móp méo đi, nó không tiếp xúc được cái viền này mà. Thì cái viền, cái dây này nó phải có hai cực là cực âm, cực dương. Nó thiếu một cực là nó sẽ sinh ra tiếng sôi ù hoặc là các bác không thấy tín hiệu nhạc ra. Đó. Và cái lõi này nó rất mỏng manh bên trong. Bên trong nếu các bác không tin, các bác cắt một thử một cái thì bên trong nó chỉ vài sợi tóc thôi. Còn loại này thì nó đặc biệt hơn rất nhiều. Có nghĩa là giá tiền thì chỉ bán cao hơn 100.000 thôi, là 200. Nhưng mà chất lượng các bác nhận được thì nó hơn rất nhiều luôn. Tôi xin nhẹ nhàng 10 lần thôi anh em nhé. Xin nhẹ nhàng 10 lần thôi. Đó. Mà các bác đầu tư lại rất rẻ, bình dân chứ không phải đắt. Đó. Thì lại đổi lại được những cái các bác sử dụng rất bền theo thời gian và chất lượng âm thanh. Bởi vì dây tín hiệu là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Nó truyền tải âm thanh và nó sẽ không bị sôi ù. Nếu các bác cắm mà nó bị mất một vế này, tín hiệu nó không nhận thì nó sẽ bị mất vế loa. Mất vế loa nguyên nhân một phần nhiều là do cái tín hiệu này nhé. Và đây, tiếp theo lại là dây AV 3.5, dây cắm điện thoại. Để đây, anh em có thể nhìn thấy dây audio sách của Mỹ, radio sách của Mỹ. Dài 1m82, còn cái dây AV Đức tồn kho là 1m9 anh em nhé. Đều báo giá tại cửa hàng là 200.000. Đó. Thì anh em có thể thấy cái đầu này nó rất dày này. Đó. Nó dày thì là nó mới bền theo thời gian. Cái dây này vải nó bọc vải, nó bọc vải dù, nó xịn chưa. Thì đây các bác lại so sánh một cái dây AV dây 3.5 này. Đó. Nó rất mỏng manh. Đó. Nó khác nhau một trời một vực luôn. Giá tiền thì chỉ gấp đôi thôi, nhưng mà về chất lượng thì nó khác nhau rất nhiều luôn. Đó. Thì ngày xưa cửa hàng chưa có những cái mối hàng để nhập cái này này. Thì vẫn phải nhập những cái này về để dùng mà. Vẫn phải nhập những cái này về dùng. Hoặc là bán lại cho khách nếu mà khách mua đồ. Bởi vì không có thì về không dùng được. Thì vẫn phải bán. Nhưng những cái dây này thì các bác chỉ dùng được một vài tháng thì nó sẽ bị, nếu rút ra rút vào nhiều nó sẽ bị gãy hoặc nó hỏng. Và cái quan trọng là cái độ truyền tải âm thanh nó không tốt. Không tốt bằng những cái dây xịn này. Tất nhiên những cái dây này tầm cửa hàng đang bán giá này thì mình lại không so sánh được những cái dây tầm 500 1 triệu. Đó, thì nó cứ xịn hơn thì nó lại phải chất hơn, thế thôi.
Tất nhiên là chỉ so sánh những cái dây loại rẻ tiền này thì ở đây là phân khúc rất bình dân rồi, nhưng đổi lại hiệu quả thì nó lại cực kỳ tốt so với những cái dây mà trên thị trường các bác hay tiếp cận đó. Còn mình không thể so sánh cái dây này với dây 800 1 triệu được, bởi vì nó người ta vẫn gọi là tiền nào của đó mà. Những dây kia thì nó lại phải xịn hơn một chút đó. Thì cửa hàng có nguồn hàng, có những cái mặt hàng tốt, giá bình dân mà vẫn hiệu quả thì lại đăng lên để anh em cùng tham khảo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.